mệt. Nếu mình đỡ coi con không thấy cái của sao kìa, không gửi cho anh không? Không có, con vừa gửi, con quên rồi, đi cho mọi người. Đây à? Ôi con ạ. Đã. Đã xong gửi cho cô. Cô bảo là gửi ngày mùng trước là. Ờ trời. Nó nằm bài giáo dục nhỉ.